Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Vĩnh Nghi xin hướng dẫn cách kết nối cái máy Rode B750. Máy này nó có một cổng USB đây. Nói chung là trước khi các bạn muốn sử dụng cái máy này, yêu cầu đầu tiên phải coi cái bản catalog, nó hướng dẫn từng bước một trên đây đầy đủ, mà không cần phải coi clip của mình hướng dẫn. Vì về phản xạ của người Việt Nam mình là đa số là không bao giờ coi menu guide trên sản phẩm, mà cái lắp đặt mò xong bắt đầu mới coi menu guide của sản phẩm. Cho nên đó là yếu điểm, cho nên đề nghị các anh chị muốn sử dụng máy này nên coi từ đây, từ bước số 1 đến bước số 5 rất là chi tiết rõ ràng. Cái khó ở đây không gọi là khó, nhưng mà các anh chị sẽ coi được cái clip ở phần thứ hai của mình để hướng dẫn về cách kết nối máy tính trực tiếp với lại máy này, sử dụng tool của nó để in ra. Còn bình thường mà hướng dẫn sử dụng bình thường là mình cái kết nối gắn vô adapter vô, rồi USB gắn vô máy tính, rồi bỏ băng mực và đồng thời là cục pin á. Nếu như mình màn di động thì bạn nên lắp máy ra rồi bỏ phía sau máy này. Phía sau dưới đất mình đã có một cái chỗ để pin, nếu mà muốn di động mình bỏ vô là xong. Còn bình thường nếu như mình không có mình đóng lại, sử dụng để trên bàn đóng lại, lấy pin ra chứ không nó hư pin. Thì cách băng mực nó dễ lắm, anh nút đây nó có biểu tượng này màu trắng, cái này mình để xuống này, đồng thời lắp lên tự động nó lên thôi. Đây là băng mực á, này đây nữa, rồi cài lên rất đơn giản. Đây là lắp băng mực rồi, rồi thế là xong một cách thúc của một cái vấn đề về phần cơ bản của việc lắp đặt cái máy này. Còn ở clip kế tiếp mình sẽ hướng dẫn bạn cách kết nối driver sao sao design tem rất đơn giản. Xin chào tất cả các bạn.